Fan thích thú khi biết tin vợ chồng Thúy Diễm và Lương Thế Thành cùng góp mặt trong phim mới. Sau cuộc chiến nhân tâm vào năm 2017 và nhiều dự án phim trước đó, cặp đôi Thúy Diễm Lương Thế Thành lại sắp nên duyên trong một dự án phim mới. Mới đây trên trang cá nhân, cả Thúy Diễm và Lương Thế Thành đều cùng chia sẻ về bộ phim mới, tạo hình cũng như vai diễn của cặp đôi trong dự án mới cũng dần được hé lộ. Lại một phim mới chuẩn bị lên sóng, phim này lúc hai vợ chồng còn son và còn sung lắm nhé cả nhà. Hãy đón xem Không Cần Soái Ca trên SCTV14 từ 4 tháng 12 lúc 19h45 hàng ngày trên SCTV14. Có ai hóng phim mới của vợ chồng tôi không? Phim quay lúc chưa có Bảo Bảo, lúc đó tôi còn là soái ca. Bây giờ là soái cha rồi. Được biết bộ phim này mang tên Không Cần Soái Ca, nội dung phim vừa bật mí đã gây ra nhiều tò mò cho khán giả. Trong phim, Lương Thế Thành vào vai Gia Huy, giám đốc điều hành kiêm huấn luyện viên của trung tâm fitness gia đình, đẹp trai giỏi điều hành công ty nên được các học viên nữ mến mộ phong tặng danh hiệu soái ca của trung tâm. Còn Thúy Diễm vào vai cô sinh viên vừa tốt nghiệp là fan hâm mộ số 1 của Gia Huy, vì anh là cựu học sinh xuất sắc của trường. Cô đã tham gia ứng tuyển vào trung tâm của Gia Huy và trở thành một trong những trợ lý đắc lực bên cạnh soái ca của lòng cô. Tuy nhiên từ đây những hiểu lầm liên tục xảy ra, quá khứ bị che giấu của Gia Huy dần dần được hé lộ. Tuy dự án mới chưa chính thức công chiếu, nhưng ngay khi hay tin Lương Thế Thành và Thúy Diễm sẽ góp mặt trong phim, hơn nữa lại là nhân vật chính, khán giả tỏ ra vô cùng thích thú. Trời ơi, đang coi ngậm ngùi, còn sắp được coi hai vợ chồng anh chị đóng phim nữa, mừng quá, như mình được mới trúng độc đắc vậy, sao mình thích cả gia đình nhà này quá vậy trời. Thích quá đi à, lại sắp được xem phim của cặp đôi tiên đồng ngọc nữ mà mình yêu thích và thần tượng nhất. Em hóng phim mới của anh chị quá đi à, em luôn yêu thích và ủng hộ tất cả những bộ phim mà có vợ chồng anh chị đóng. I love you anh Thành và chị Diễm, cặp đôi tiên đồng ngọc nữ mà em yêu mến và thần tượng nhất. Là cặp đôi vợ chồng được yêu thích nhất nhì showbiz, mọi hoạt động của cả hai luôn được người hâm mộ dõi theo và ủng hộ nhiệt tình. Trước đó, Thúy Diễm và Lương Thế Thành cũng nên duyên sau khi đóng chung bộ phim Ranh Giới Tình và từng có những lần tạo nên những thước phim thành công khi cùng nhau đảm nhận vai chính.